Nga Phượng 42 tuổi, nhà số số nhà lắc lên đọc 64-43. 64-43 rồi bấm đi. À, xin chào mọi người. À, mình hôm nay đến thăm cô Phượng. À, năm nay cô 42 tuổi. À, nhà ở số là số mấy em? 64-43 đường Nguyễn Phúc Chu. À, quận Tân Bình nha mọi người. Thì tình hình của em Phượng á, là tay làm sao em? Tay chân em sao? Khớp biến dạng thấp khớp. Biến bác sĩ nói là gọi là biến dạng thấp khớp. Khớp biến dạng là mà mốt á, nó càng ngày nó càng biến dạng teo mấy cái cơ lại. Rồi giống như là không cứ động cái hướng điều trị của bác sĩ như thế nào em ha? Dạ hồi trước thì không có tiền. Cái đi thầy thì kia chị cái hết tiền rồi không chị nữa. À, bác sĩ nói là khớp này cũng khó trị lắm, giống như là trúng số vậy, phải uống thuốc giảm đau, uống khi nào mà tới chết rồi thôi. Vậy hả? Dạ. Tất nhiên là không thể nào điều trị được nữa hết. Dạ. Rồi bây giờ thường ngày em kiếm tiền bằng cách nào để mưu sinh á? Hồi lúc thì có em trai kia giúp đỡ là như kêu là lấy những cái khô gà bánh trái rồi đăng lên bán đi. Thì cũng lấy đăng bán kiếm ngày 70-80 ngàn thì hên lắm thì được trăm mấy, có bữa có bữa không. Tất nhiên là mình bán online đúng dạ, không? Dạ dạ. Bán online trên cái kênh nào em nói cho mọi người để mọi người giúp đỡ. Linh em. Phương. Tên gì em? Linh Phương. Linh lấy Phương tên của Facebook em. Linh Phương nha mọi người. À, mọi người có gặp cái Facebook này thì mọi người vô giúp đỡ em Phượng. Thì hiện nay thì tay của em Phượng là không thể nào mà bác sĩ không thể điều trị được nữa rồi. Rồi chân cũng vậy, chân không, mọi không, lần không di chuyển được. Thì không có được. Nó chỉ như vậy thôi. Dạ yeah. Xin mọi người hết sức giúp đỡ. Đây cái trường hợp của em Phượng bây giờ em ở với ai? Ở với mẹ. Ở với mẹ em hả? Mẹ này 64 tuổi, mẹ cũng bị bệnh. Mẹ em cũng bệnh. Rồi mẹ bị bệnh gì? Tiểu đường với thái quá đầu gối, đi mua dây chai trước á. Cái giờ bác sĩ không cho đi nữa. Nói là bệnh thái quá đầu gối là không được đi bán nữa, giờ mẹ cũng ở nhà luôn. Dạ yeah. Thì ở sẵn đây thì anh cũng muốn kêu gọi cộng đồng mạng hết sức giúp đỡ em Phượng. Thì em muốn cộng đồng mạng giúp đỡ em về điều gì? Có số vốn để buôn bán, cho hai mẹ con buôn bán. Dạ, em muốn buôn bán cái gì ha? Em định là bán vé số rồi là tìm đậu phộng á. Đậu phộng nấu để bán cho mẹ bán, mẹ ngồi chỗ mẹ bán được. Kiếm cái chỗ á. Giờ nếu mà em làm cái điều ước của chị thành hiện thực, chị có thích không? Dạ chị vui lắm. Chị muốn bán vé số đúng không? Thì giờ chân chị là đâu, mình đâu có đi được, mình đi được bình thường không chị? Không, lết không à. Lết không à. Rồi không có thẳng ra được nữa. Dạ. Bây giờ nếu mà bán vé số là mình phải còn một chiếc xe. Thì con hai có chiếc xe có vốn. Dạ, con hai có nói hứa là mai sẽ tặng cho chiếc xe. Dạ. Thì đó thì chiếc xe đó thì ngày mai em sẽ mang đến tặng chị cái xe đó. Thì cũng có một mạnh thường quân là cũng gửi xe cho chị rồi. Thì một tí nữa em sẽ qua bển em coi xe, xong rồi em sẽ coi người ta có giao tới đây không, còn nếu không giao thì em sẽ chở qua. Thì mai thì em sẽ giao xe cho chị. Chị mà được có chỗ bán như vậy cho mẹ bán thì vui lắm. Sẽ gửi cho chị một ngày mai cũng sẽ gửi cho chị một số vốn để mà chị có thể mình có tiền mình trang trải hoặc là mua vé số để mình có một cái lượng vé số đầu tiên để mình bán á. Đó thì ngày mai em sẽ cố gắng em qua sớm em gửi cho chị. Lại tìm được cái chỗ cho mẹ ngồi góc đó, cái mẹ để cái rổ đậu phộng mẹ bán rồi chị cũng đi bán vé số, vừa bán vé số vừa bán đậu phộng kiếm thêm. Chứ là chị cũng mới biết bán, hồi đó giờ đâu có đi ngoài đường đâu. Dạ. Chị đang ở với mẹ. Dạ. Thì chị bị như vậy lâu chưa chị? Lúc 19 tuổi tới giờ, nay 42 tuổi. 42 tuổi. Là bình thường là chị bán mấy cái đồ ăn ở trên mạng. Dạ, có người giúp đỡ kêu là cứ lấy hình đó, rồi photo ra rồi cứ đăng lên bán đi, rồi ví dụ vừa được 5 khách hay 7 khách đó, cái người ta để sỉ, cái người ta chuyển lên. Cái người ta vô cái app cho dùm rồi, cái đặt app gói hàng ở nhà có hai mẹ con cái dán gói hàng cái gửi khách ship nó vô nó lấy. Mà bây giờ thì từ ngày dịch tới giờ không bán được luôn. Rồi mẹ còn bệnh nặng nữa rồi
cô là bị bệnh gì chị? Cô bị tiểu đường với thái quá đầu gối. Thì chị cũng bị tiểu đường luôn. Tiểu đường là phải chích, ngày nào cũng phải chích. Một ngày của mình, cái chi phí thuốc của mình là bao nhiêu tiền em ha? Thuốc là bệnh viện ta cho. Họ cho. Chỉ cho có một mình em là bảo hiểm, còn mẹ là phải mua. Rồi được trợ cấp là 760. Rồi mình ở nhà trọ này là cái chi phí để mà trả nhà trọ thì mình tiền ở đâu mình có ha? Thì thằng cháu nó làm một tháng trở ra một tháng được 4,5 triệu, nó phụ 1 triệu. Rồi chị hai thì chỉ ở đi xa ra lâu, một tháng chị cũng cho 1 triệu. Còn từ trước bán bánh được thì có tiền đắp vô, bây giờ không có tiền phải mượn. Cho anh mượn cái giỏ của anh ở bên đó để anh lấy tiền để hỗ mượn trợ cho em Hương. Thì bữa nay thì được cái sự của chú Văn Quỳnh ở Mỹ đã nhờ mình đến quay để mà giúp đỡ cái của em Hương. Thì em Phượng xin lỗi mọi người, em Phượng ở đây thì bữa nay anh đại diện cho hội Lân Siêu Đồng Liên Hữu, là cụ hội trưởng, sẽ gửi cái phong bì này trị giá 3 triệu đồng cho em Hương để mà có một cái kinh phí đầu tiên. Rồi anh gửi em. Dạ. Rồi em khui cái tiền ra em đếm lại giùm anh coi đúng không, để anh còn nói chuyện gì bên hội. Một triệu, 2 triệu, 3 triệu. Đây là cái số vốn để mà giúp em Phượng có tiền để bán vé số, rồi mẹ đi bán đầu phộng. Ngoài ra còn cái thuốc của em thì được cái bên ngành y tế đã hỗ trợ rồi. Thì còn mẹ thôi, mẹ thì cũng bệnh nặng. Cái chỗ ở thì cũng có nhờ sợ sự trợ giúp của đứa cháu để mà hỗ trợ thêm. Chứ khả năng hai mẹ con thì cũng không có đủ để thuê cái phần nhà trọ này. Thì ngoài ra thì xin mọi người cũng mỗi người một ít để hết sức giúp đỡ em Hương để vượt em qua Phượng. Em Phượng xin lỗi, để vượt qua cái cuộc sống khó khăn này. Tự nhiên bây giờ cái cơ tay của em Phượng nè, cái cơ chân thì không có cử động được mà không phục hồi được. Bác sĩ chỉ cho uống thuốc suốt đời thôi chứ không thể nào mà phục hồi được, coi như là em Phượng không có như người bình thường nữa, là khuyết tật rất là nặng. Xin mọi người chung tay góp sức. Xin cảm ơn mọi người đã góp sức cho em Phượng. Cái nhà trọ này là một tháng là mình phải trả bao nhiêu tiền không? Là 2,2 triệu nhưng mà điện nước luôn là gần 2,8 triệu. 2,8 triệu điện nước luôn. Dạ. Là cháu là hỗ trợ không? Có 1 triệu thôi. 1 triệu. Còn lại khoảng 1,8 triệu cho 2 triệu đi. Từ bữa giờ tới giờ đâu có bán gì được. Dạ không có bán được luôn. Hai mẹ con phải mượn người lỡ của bà dì ở bên đây. Từ đây mình tới chỗ bán hả? Bán à? Ở dưới Bình Thạnh á. Cái em đó là bán khô gà. Em trai đó là dạng như là giống như là nói là sợ em trai thấy cái là dán BD hay sao, con trai mà giống con gái vậy. Tức như em trai đó hỗ trợ cho em Phượng em. Dạ. Ví dụ bán ít bán nhiều gì cũng để sỉ cho bán hết em đó. Hương. Dạ. Để mà bán được. Phượng, em tên Phượng. Em Phượng xin lỗi mọi người cứ lộn tên hoài. Em Phượng. Dạ. Tức như em đó bán hàng online thì em đó là chủ. Chủ. Rồi nhờ em Hương nhờ cái, dạ, cái dạ. Những cái sản phẩm đó em Hương bán online để mà sống. Hiện giờ chưa có cái thu nhập ổn định. Dạ. Hy vọng qua cái số vốn này để em có tiền trang trải cái cuộc sống tốt hơn. Dạ. Anh cũng hy vọng là bên cộng đồng mạng hết sức giúp đỡ em Hương để mà em Hương có một cái đời sống ổn định hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người. Mẹ có nhà không chị? Dạ mẹ. Xin mời để bây giờ mời mẹ vô để mà mình... Dạ, em cũng cảm ơn hội Lân Siêu Rồng. Dạ, hội Lân Siêu Rồng Liên Hữu đã giúp cho em để em sống có vốn để buôn bán lo cho mẹ hai mẹ con có tiền. Rồi tắt đi. Đây là mẹ của chị Phượng cả nhà.
Cô là nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ 4 rồi, ôi sao 14 rồi. 14 tuổi. Dạ. Con nghe chị Phượng nói là cô bị tiểu đường với lại khớp hả? Bị trắng rồi. Cái này là mình bị lâu chưa cô? Bị khớp thì lâu rồi mấy năm rồi, còn tiểu đường năm mấy ngày năm rồi. Rồi hàng ngày mình có uống thuốc gì? Có, mới uống vừa xong á. Uống xong rồi. Buổi sáng đi lấy thuốc. Thuốc là mình lấy ở trạm y tế hay bệnh viện là... gia đình á. Nó là người ta hỗ trợ cho mình hay là mình có thể tốn mẹ phí? Phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm mà còn mấy tốn tiền á. Lúc nào mà thử mà tổng quát á thì 100 mấy á. Còn mà thử máu động tay thì không có tốn tiền, tốn tiền thuốc luôn. Là mình uống này được 5 mấy thôi. Thì hàng ngày là cô có đi làm gì không hay là cô ở nhà chị Phượng thôi? Bị dịch tới giờ này đâu có đi được, cẳng yếu giờ nghe em luôn cho đi. Rồi. Rồi mẹ của chị Phượng như thế nào? Nghĩa, bọn hỏi Nghĩa.